thời gian trôi đi vội vã sau 6 ngày vào ngày này các quốc gia còn tồn tại trên toàn cầu cùng công bố việc phát hành tiền tệ mới tỷ lệ trao đổi cũ sang mới là 10 đổi một tiền tệ mới này vì là đơn vị tiền tệ thống nhất của hành tinh nên được gọi là sao bạc khi phát hành sao bạc chỉ cần đăng ký một tài khoản duy nhất trên trang web chính thức bạn có thể nhận được 2.000 sao bạc trong thời gian chờ phát hành sao bạc Lâm thần đã sai người lừa đảo không biết bao nhiêu người giàu có khi những người đã bị lừa biết rằng tiền cũ có thể đổi thành sao bạc họ đều muốn khóc không ra nước mắt và có lòng muốn chết Cố Trường Thanh đã trải qua những tháng ngày như vậy trong kiếp trước, hơn 70 tỷ đã bị lừa trắng. Sau khi sao bạc được phát hành, các quốc gia trên toàn cầu có thể vững chắc đứng vững trong thời kỳ hỗn loạn này. Trong vài ngày qua, quốc gia mờ đại hùng quốc đã vận chuyển nhiều hàng hóa bí mật đến và bán cho ba tập đoàn Long Mạnh, tập đoàn Hoàng Vũ và tập đoàn Đông Thịnh của Quỷ Hội với giá bình thường. Đồ Quỷ Hội đáng chết, bọn lao lếu. Ở tầng 9 của tập đoàn Bạch Long ở thành phố M, một phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp nhìn vào nội dung báo cáo trong tay và giận dữ ném nó xuống đất. Tập đoàn Bạch Long này là tập đoàn do Bạch Tinh xây dựng, và nó tích trữ nhiều lương thực và thịt nhất. Ngoài ra, anh ta còn liên kết với Đài Quốc. Vì Đài Quốc không gặp nhiều tác động và dân số cũng ít, nhưng hàng hóa lại rất nhiều, anh ta đã vận chuyển một lượng hàng hóa khổng lồ từ đó đến châu Cửu Quốc để bán với giá cao, tỷ lệ 4, 6. Tập đoàn Bạch Long chiếm 4 phần, còn quốc đài chiếm 6 phần. Thư ký đứng trước bàn làm việc, thì thầm nói. Tổng giám đốc, ba tập đoàn lớn của quỷ hội đều bán hàng hóa lương thực với giá bình thường, chúng ta có nên giảm giá xuống không? Không thì. Người thư ký này có vẻ kính cẩn bên ngoài, nhưng trong lòng cô ấy đang nguyền rủa người phụ nữ này như thú dữ. Bán thùng đồ hộp, lương thực với giá gấp 3 lần, thật là tàn ác. Lưu Tuyết Hàn chửi. Giảm cái đầu, cô nghĩ chỉ với những thứ rởm rất ít ỏi của quỷ hội, có thể cung cấp đủ cho nhiều người trong cả nước sao? Vậy được, không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước. Cút ra. Lưu Tuyết Hàn có một khuôn mặt u ám đến cùng. Đồ thú dữ. Thư ký trong lòng nguyên rủa trong âm thầm, nhưng trên bề ngoài, cô ấy cúi đầu rời đi một cách e lệ. Lưu Tuyết Hàn ngồi xuống và gọi điện thoại cho chủ tịch hội đồng. Sau một lúc, điện thoại được nghe máy và giọng của Bạch Tinh truyền ra, "Tôi đang tu luyện, có việc gì nhanh nói." "Chủ tịch, chuyện là như thế này." Lưu Tuyết Hàn ngắn gọn kể lại sự việc và nói, "Ông nhìn nhận chuyện này như thế nào, có cần bán với giá bình thường không?" Bạch Tinh trả lời một cách đầy uy lực, "Không cần theo giá bình thường, Liên Minh Ma không thể nhảy múa mãi được, muốn mua thì mua thôi." "Được, vậy tôi không làm phiền ông tu luyện nữa." Ở phía bên kia, cuộc gọi được kết thúc. "Chân thành cảm ơn các quý đạo hữu đã donate." Thực sự đó là động lực rất lớn để Ed làm thêm clip. Thay mặt anh em trong kênh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh em nào muốn donate, mời xem clip được ghim để donate nhé.